Và súng thì vẫn tiếp tục nổ tại nước Mỹ khi mà từ đầu năm đến giờ thì nước này đã chứng kiến rất là nhiều vụ nổ súng. Chuyện thế giới tuần trước chúng ta cũng đã bàn sâu về vấn đề này và trong ngày 15 tháng 3 vừa qua thì một vụ nổ súng nữa tiếp tục diễn ra ở tại thành phố Portland của bang Oregon nước Mỹ. Cảnh sát cảng Portland cho biết đã đối phó với vụ nổ súng tại khách sạn Embassy Suites ở gần sân bay quốc tế Portland vào khoảng 2 giờ theo giờ địa phương, tức là 16 giờ giờ Việt Nam, Cảnh sát xác định một nam giới và một phụ nữ đã thiệt mạng, xong chưa xác định được danh tính nạn nhân. Theo cảnh sát, sau vụ nổ súng thì không có mối đe dọa nào đối với sân bay Portland hoặc khu vực xung quanh. Trong khi đó, thì nhiều nhân chứng nói rằng đã nghe thấy ít nhất hàng chục tiếng súng vào thời điểm vụ việc xảy ra. Tình trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng. Mới đây, tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive (GVA) chuyên theo dõi các vụ xả súng tại Mỹ cho biết chỉ trong 64 ngày đầu năm 2023, thì số vụ xả súng hàng loạt tại nước này đã vượt 100 vụ.